Hoàng thượng giá đáo. Ngươi không ngờ ta là thập tứ hoàng thúc chứ gì. Đúng thật là không ngờ. Nhìn tới nhìn lui, nhìn sao ngươi cũng không giống hoàng đế, nên ngươi phải nhường ngôi cho ta. Trẫm nhất định giữ lời hứa. Thiên hạ chỉ có một vị vua, trẫm chính là vua, ta chính là trẫm. Hoàng lịch đáng chết, nói năng lung tung. Trẫm đã đợi 40 năm, thiên hạ rốt cuộc cũng thuộc về trẫm. Trẫm văn tài võ công, thiên hạ đệ nhất. Ngươi và Ung Chính, các ngươi đều không thể so với trẫm. Đúng vậy, hoàn toàn không thể so. Đương nhiên không thể so với trẫm. Năm xưa Ung Chính giở thủ đoạn chiếm đoạt ngôi vị của trẫm, hôm nay cuối cùng trẫm có thể rửa được mối thù lớn này rồi. Người đâu, dẫn đủ. Hoàng đã, nếu như ngươi là con trai ruột của Ung Chính, cha làm con trả, qua đây dâng rượu cho trẫm. Dạ. Ê, trẫm muốn người đích thân hầu hạ trẫm. Nó cũng đã đồng ý nhường ngôi, cần gì. Im miệng, trẫm muốn tên hán cẩu này hầu hạ trẫm. Rót. Hoàng lịch, tuân chỉ. Lùi xuống. Dạ. Càng Long rót rượu cho ta. Hoàng thượng bị ta làm nhục như vậy mà ngươi cũng không nhìn. Thế gian làm gì có loại thái giám như vậy chứ. Phương Thế Ngọc. Chỉ có một chung đồ độc thì có thể làm gì được ta. Tình hán cổ nhà ngươi, ta biết ngươi sẽ không nỡ bỏ dương vị này đâu. Ngươi làm vậy cũng tốn công vô ích thôi, còn kéo theo đám vô dụng này chết chung. Phương Thế Ngọc, đáng tiếc nhất chính là ngươi. Nếu ngươi đi theo trẫm, trẫm có thể cho ngươi làm chức vị đại tướng. Bây giờ quá muộn rồi. Tôi không theo ông. Cái đám loạn đảng các ngươi, giết chết hết cho ta. Tấn công quý vị. Quyết cực tuyên.
Nó tự di chuyển. Với cực quyền của ta, các người tìm không ra đâu. Võ công của trẫm là thiên hạ đệ nhất. Hồng Hiên Quang. Hiên Quang, đại sư huynh. Thiên Ngục. Hồng Hiên Quang, cha ngươi cũng chết trong tay ta, huống hồ là ngươi. Tôi cũng đang muốn thỉnh giáo đạo trưởng đây. Hắn là thập tứ hoàng tử, hắn muốn làm hoàng đế, ngăn cản người Hán đoạt lại giang sơn của chúng ta. Lật đổ được Thanh Triều hay không, mấu chốt đều là do hắn đó. Xem ra ông không chết không được rồi. Trẫm là vô địch, đánh không chết đâu. Dùng quyền pháp gì vậy? Ta vẫn chưa đặt tên. Kim trùng trảo của trẫm có thể đỡ tất cả mọi quyền pháp. Đại sư huynh, tử quyền của hắn là quyền cực tuyệt, nhưng quyền gì của hắn biết di chuyển, huynh hãy cẩn thận. Ông không xứng làm hoàng đế. Không ai có thể ngăn cản ta làm hoàng đế. Ta chính là trẫm. Trẫm chính là ta. Các vị Việt Nam 嘅观众，我哋 TVB 嘅节目系咪好正咧？唔知啊，我哋新推出嘅越南恋爱频道都精选咗海量嘅爱情剧集等紧你哋，快啲 click 下边条 link like 同 subscribe 啦！